Minasan ozaimasu. Chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong bài số 13 giáo trình của Minano Nihongo 1. Và trong bài số 13 ngày hôm nay thì con đường nó trở nên dễ đi hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chỉ có 3 cấu trúc ngữ pháp duy nhất để nói về mong muốn và khát khao của bản thân chúng ta. Và cụ thể nó là như nào thì bây giờ mọi người xem nhá. Cái cấu trúc pháp đầu tiên của chúng ta đó chính là ga hoshii desu. Đây là một trong những cấu trúc pháp giúp chúng ta có thể nói được rằng là mình muốn có một thứ gì đó. Ví dụ mình muốn có tiền, mình muốn có người yêu, hay mình muốn có một cái điện thoại mới. Thì đây nó là cấu trúc pháp giúp chúng ta có thể nói được những cái điều mà chúng ta vừa nói. Và tiếp tục nào, chúng ta sẽ học về vetai desu. Đây nó là một trong những cấu trúc pháp giúp bản thân mình có thể nói rằng là mình muốn thực hiện một hành động nào đó. Ở đây nó là hành động mà nhá, và mình muốn thực hiện nó. Ví dụ như là mình muốn xem tivi, mình muốn uống bia, mình muốn uống rượu, mình muốn gặp người yêu. Cứ muốn làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ có động từ thể mas, bỏ mas đi cộng lại tai desu. Và cuối cùng chúng ta sẽ có cấu trúc pháp đó là động từ hoặc là danh từ đi với lại trợ từ nhị và ba cái động từ thể hiện di chuyển đó là ikimasu, kimasu và kaerimasu. Đã bao giờ chúng ta nói cụm từ là đi bơi chưa? Đó, đi nó là ikimasu, bơi nó là asobimasu. Xin lỗi, oyokimasu là bơi, asobimasu là chơi, đúng nào? Vậy chúng ta nói là đi bơi hay đi chơi thì đó là hai cái động từ nó ghép lại thành một. Thì đây nó là cái cấu trúc pháp giúp chúng ta có thể triển khai được những điều mà chúng ta nói như vậy. Ok, vậy chúng ta sẽ có ba cấu trúc pháp rất là đơn giản ở trong ngày hôm nay. Mọi người cứ thả lỏng người để chúng ta có thể tiếp thu được kiến thức một cách dễ dàng nhất các bạn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào cấu trúc pháp đầu tiên trong ngày hôm nay. Đó chính là danh từ ga hoshii desu. Như những gì mà Sen vừa nói, thì cấu trúc pháp này nó thể hiện là mình muốn có một cái thứ. Và thứ đó chính là danh từ. Rất là đơn giản thôi, chúng ta muốn có tiền đúng không? Tiền nó là okane, nó cũng chính là danh từ đây. Chúng ta sẽ nói là okane ga hoshii desu. Chúng ta muốn có người yêu đúng không? Đúng rồi, người yêu nó là danh từ. Chúng ta sẽ có là koibito ga hoshii desu. Đơn giản thế thôi, chúng ta đứng ở trên tầng thượng của tòa nhà. Ví dụ tòa nhà sẽ là 9 tầng, đứng lên, hét to lên koibito ga hoshii desu, đúng không? Ít nhất thì cũng sẽ có anh Grab thợ xây hoặc là một bác xe ôm nào đó trả lời mình. Rồi, và đó là những điều mà chúng ta có thể học ở trong cấu trúc pháp này. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào chi tiết và cụ thể hơn ở trong cấu trúc pháp này các bạn nhá. Ok, rồi. Và cấu trúc pháp danh từ ga hoshii desu thì ý nghĩa của nó chính là dùng để nói về những mong muốn của bản thân mình và hỏi về mong muốn của người nghe. Mọi người nhớ hộ sensei rằng đây là cấu trúc pháp để nói về mong muốn của bản thân mình và hỏi về mong muốn của người nghe. Dĩ là bạn muốn cái gì, bạn muốn đi đâu hay bạn muốn làm gì, hoặc là bạn có muốn uống bia hay không. Đó là những cấu trúc pháp nó thiện là về mong muốn của người nghe các bạn nhá. Đó. Rồi, và chú ý này, danh từ là vật hoặc là người mà mình muốn có. Ví dụ như là chúng ta có tiền, muốn có tiền thì danh từ nó là vật. Còn muốn có người yêu thì nó chính là người. Ok, cả vật và cả người đều được. Hay. Rồi đây là tsugi. Hoshi là tính từ đối y. Lý do tại sao sẽ phải nói với mọi người rằng hoshi nó là tính từ đối y? Bởi chúng ta đã học về cách chia của tính từ rồi. Nếu mà chúng ta nói rằng là muốn có danh từ sẽ là danh từ ga hoshii desu. Nhưng nếu mà mình nói là không muốn có danh từ thì đơn thuần mình chỉ cần chuyển hoshi này về thể phủ định, nó sẽ là hoshi kunai. Đối với tính từ đối y, mình bỏ y cộng với lại kunai đằng sau, nó là không muốn có danh từ. Đấy. Và hỏi rằng là bạn có muốn có danh từ hay không thì đơn giản mình sẽ hỏi là hoshii desu ka? Koibito ga hoshii desu ka? Bạn muốn có người yêu không? Okane ga hoshii desu ka? Là bạn muốn có tiền không? Đó, giả định nó là như thế các bạn nhá. Đấy là lý do tại sao chúng ta cần thiết phải hiểu hoshii nó là tính từ đối y. Và tiếp tục nào, đây nó là cái cấu trúc pháp mà chúng ta không dùng để nói về người thứ ba. Chúng ta không nói rằng là bạn nam hay bạn lan hay là bạn hoa muốn có một cái gì đó. Nhớ nhá, cái mong muốn nó là của bản thân mình thì mình nói ra thôi. Chứ còn mình không biết người khác muốn có cái gì thì lúc đó chúng ta cũng không được phép nói rằng là người đó muốn cái một thứ gì đó. Nếu mà chúng ta muốn nói là hoa, nam hay lan muốn có một thứ gì thì sau này chúng ta học lên trên N3 chúng ta sẽ có thể diễn đạt được cái cách nói đó. Danh từ ga hoshii desu, đây nó là cấu trúc pháp chỉ dùng để nói về mong muốn của bản thân mình
và hỏi xem người khác có muốn thứ đó hay không. Thế thôi, được chứ nhỉ? Rồi, và cụ thể nó là như nào thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào ví dụ nhá. Ở đây sensei có một cái điện thoại rất là mới và rất là đẹp. Và cái câu của chúng ta trong ngày hôm nay tiếng Việt đó chính là tôi muốn có điện thoại di động. Vậy cả cái cụm từ là ga hoshi desu nó đã là cái cụm từ tôi muốn rồi, đúng nào? Vậy mình sẽ xác định cái vai trò điện thoại di động nó chính là cái thứ mà mình muốn có. Nó đóng vai trò là danh từ. Ok, vậy chúng ta có kê tay đen qua nó là điện thoại di động. Thì câu này nó đơn giản hơn chưa mọi người? Đúng rồi, mình cứ muốn có cái gì thì mình sẽ là ga hoshi cái đó. Và cụ thể đây của chúng ta muốn có điện thoại di động sẽ là chính xác. Kê tay đen qua ga hoshi desu, đúng nào? Và các bạn đọc cùng sensei nhá. Se no. Kê tai den wa ga hoshi desu. Đấy. Rồi đây là tsugi. Ok. Một anh chàng rất là đẹp trai, đúng nào? Và có rất là nhiều chị em gọi đây là chồng của mình. Rồi, và cụ thể của chúng ta mong muốn là tôi muốn có người yêu đẹp trai. Thì mọi người hiểu nào, tôi muốn có thì nó đã là ga hoshi desu rồi. Và người yêu đẹp trai ở đây nó chính là danh từ chỉ người mà chúng ta mong muốn có. Ok, đẹp trai trong Nhật là handsome. Còn người yêu là koibito. Người yêu đẹp trai chúng ta sẽ nói thế nào, các bạn có thể nói được không? Đúng rồi, chúng ta học rồi mà. Chúng ta có cụm từ người yêu đẹp trai sẽ là handsome na koibito, các bạn nhá. Vậy chúng ta nói rằng tôi muốn có người yêu đẹp trai sẽ là ok, handsome na koibito ga hoshi desu. Ok, từ bây giờ trở đi mọi người nhớ nhá, cứ muốn có một cái gì đó chúng ta cứ thể hiện danh từ đấy cộng với lại ga hoshi desu nó là ra. Có gì khó không? Không có gì khó cả, đúng nào? Rồi đây là tsugi. Tôi muốn có nhiều tiền. Đây nó là cái mong muốn của rất rất là nhiều người và nó là đại đa số. Vậy chúng ta sẽ có này. Tôi muốn có nhiều tiền. Nhiều tiền nó sẽ là takusan okane, các bạn nhá. Takusan okane. Và muốn có sẽ là ga hoshi desu. Vậy mình nói là tôi muốn có nhiều tiền sẽ là chính xác. Takusan no okane ga hoshi desu. Nếu mà mình nói rằng là tôi muốn có sức khỏe thì mình sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? Ok, là kenko ga hoshi desu. Mình muốn có tương lai sẽ là shorai ga hoshi desu. Mình muốn có bạn bè sẽ là tomodachi ga hoshi desu. Mình muốn có một gia đình sẽ là kazoku ga hoshi desu. Ở thời điểm này có bạn nào muốn có con không? Nếu mà chúng ta muốn có con sẽ là kodomo ga hoshi desu, đúng không? Đó, đó là những cái mà chúng ta có thể nói ở trong cấu trúc pháp là danh từ ga hoshi desu. Không có gì khó khăn phải không các bạn? Chính xác là như vậy. Chúng ta chỉ cần thay cái danh từ mà chúng ta muốn có ở đây cộng với thằng ga hoshi desu là xong. Ok, đấy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy một cái trường hợp nâng cao hơn một chút. Là mình sẽ đi hỏi xem là người mà được hỏi ấy, người ta muốn có cái danh từ này hay không. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem như nào nhá. Bởi hoshi nó là một tính từ đối y nên ta cũng sẽ chia thể như ở trong bài số 8 mà chúng ta học về tính từ đối y. Cụ thể nó là như nào? Ok, Lan muốn cái mũ này à? Hoặc cũng có thể đơn giản mình chuyển sang tiếng Việt, nó là Lan muốn cái mũ này hay không? Thế cho nó dễ hiểu, đúng nào? Vậy chúng ta sẽ nói là kono boshi ga hoshi desu ka? Lý do tại sao chúng ta lại không có cái chữ Lan này ở đây? Bởi vì khi mà chúng ta hỏi người khác thì chủ ngữ mặc định đã là người ta rồi. Lúc đó chúng ta sẽ có thể bỏ cái chủ ngữ đi. Và ở đây chúng ta chỉ cần nói là kono boshi ga hoshi desu ka? Là bạn thích cái mũ này phải không? Và câu trả lời là vâng, mình muốn và mình thích nó. Vậy chúng ta sẽ nói rằng là hai hoshi desu. Vâng, tôi muốn có nó. Hai. Rồi và tiếp tục nào. Bạn muốn có xe máy không? Đó, và câu trả lời không, mình không muốn có xe máy. Vậy bây giờ mình sẽ nói là bạn muốn có xe máy không? Mình sẽ hỏi như nào? Đầu tiên mình đơn giản thôi sẽ là muốn có xe máy bike ga hoshi desu. Nhưng câu này nó chuyển về câu hỏi sẽ là ok, bike ga hoshi desu ka? Nhớ nhá, câu hỏi nó là desu ka? Để hỏi người đối diện mình xem bạn ấy có muốn một cái chiếc xe máy hay không. Và câu trả lời là không, mình không muốn có xe máy. Lúc đấy mình sẽ nói là ie, đúng không? Bike ga hoshi kunai desu. Như những gì mà Sen vừa nói thì hoshi nó là một tính từ đối y. Khi mình nói là mình muốn có sẽ là hoshi desu.
nhưng mình nói là mình không muốn có sẽ chuyển sang phủ định là gì các bạn? Chuẩn luôn. La hoshi ku nai desu. Và cả câu sẽ là ie baiku ga hoshi ku nai desu. Không, tôi không muốn có một chiếc xe máy đâu. Tôi muốn có một chiếc ô tô cơ. Đúng nào? Giờ bạn tiếp tục nào. Ở đây mình muốn có ô tô màu hồng cơ. Đấy, phải cứ màu hường mới chịu được. Ok. Ở đây của chúng ta sẽ chuyển như nào? Tôi muốn có cái ô tô màu hồng. Thì ô tô nó là kuruma. Muốn có sẽ là kuruma ga hoshi. Còn ô tô màu hồng mình sẽ nói như nào các bạn? Chính xác, tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ. Cái ô tô này nó là màu hồng thì mình sẽ nói là pinku no kuruma ga hoshi desu yo. Mình muốn có một chiếc ô tô màu hồng cơ. Hai. Ok, giờ bạn tiếp tục nào. Tai muốn có người yêu không? Đó, bạn muốn có người yêu hay không? Thì mình sẽ hỏi như nào? Thì đây nó là cái câu hỏi dành cho người đối diện trực tiếp, đó là bạn Tài rồi. Thì lúc đó chúng ta không cần thiết phải nhắc lại chủ ngữ là tên của người ta nữa. Lúc đấy mình sẽ chỉ cần hỏi rằng Tai sao ạ? Koibito ga hoshi desu ka? Hoặc mình sẽ hỏi là Koibito ga hoshi desu ka? Là bạn muốn có người yêu hay không? Nhớ nhá, chủ ngữ đã là người được hỏi rồi thì mình có thể bỏ đi, không cần thiết phải Tai sao ạ nữa. Và tiếp tục nào. Không, mình không muốn có người yêu. Ok, mình đang học bài mà, mình không muốn có người yêu đâu. Mình sẽ nói như nào các bạn nhỉ? Chính xác. Cái từ hoshi đây, chúng ta sẽ chuyển về thể phủ định, nó là hoshi kunai desu. Và cả câu đó sẽ là ie koibito ga hoshi kunai desu. Hoặc chúng ta có thể nói một cách đơn giản và ngắn gọn hơn, đó chính là ie hoshi kunai desu. Chứ chúng ta không cần phải nhắc lại từ koibito nữa, bởi koibito nó đã được nhắc ở phía trước rồi các bạn nhá. Giờ và đây là tsugi desu ne. Chúng ta sẽ cùng nhau xem này. Bạn có muốn ngôi nhà này không? Đấy, đây là một ngôi nhà. Và hỏi xem người đối diện rằng là có muốn có cái ngôi nhà này hay không. Thì ngôi nhà nó sẽ là kono ie. Muốn có hay không sẽ là ga hoshi desu ka. Và cả câu sẽ là kono ie ga hoshi desu ka. Đúng chưa nào? Và tiếp tục nào. Không, tôi không muốn. Thế lúc đấy mình sẽ trả lời nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có từ hoshi chuyển sang, chính xác, phủ định. Nó sẽ là hoshi kunai. Và trả lời sẽ là ie hoshi kunai desu. Đấy, đây nó là cái cách trả lời ngắn gọn và đơn giản. Và trong tiếng Nhật ấy, thì cứ cái gì ngắn gọn thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng nó các bạn nhá. Nó luôn là ie hoshi kunai desu. Thì cái tiếng Nhật của chúng ta nó sẽ cảm thấy là gì nhỉ? Thực tế hơn, trơn tru hơn và nó theo một cái level cao hơn. Đó, cứ nhớ nhá, chúng ta có thể nói được ngắn gọn thì chúng ta cứ nói ngắn gọn. Hãy. Sau đó, tsugi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần luyện tập để dịch câu một chút. Đầu tiên, em muốn có đôi giày của Adidas. Hãy. Vậy muốn có đôi giày mình sẽ nói là kutsu ga hoshi desu. Nhưng giày này lại phải giày của Adidas cơ. Thì chúng ta sẽ có là, chuẩn luôn, Adidas no kutsu ga hoshi desu. Rất là đơn giản, phải không nào? Tiếp theo nào, câu số 2. Vì cô đơn nên tôi muốn có người yêu. Đó. Bây giờ các bạn lại tư duy hộ sensei một chút. Vì cô đơn. Cô đơn trong Nhật nó là gì thì chúng ta cũng có thể là chưa biết. Nhưng chúng ta có một cụm từ buồn, nó là từ sabishi chẳng hạn. Chúng ta có thể là sabishi desu kara. Nên tôi muốn có người yêu là koibito ga. Chính xác rồi, muốn có là hoshi desu. Đúng nào? Và cả câu nó sẽ là sabishi desu kara koibito ga hoshi desu. Ok, tiếp tục. Bạn muốn cái cặp màu xanh không? Tức là hỏi xem là bạn có muốn có được cái cặp màu xanh hay không. Thì cặp là kaban, còn cặp màu xanh sẽ là aoi kaban. Và câu hỏi muốn có hay không sẽ là hoshi desu ka. Và cả câu là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, aoi kaban ga hoshi desu ka. Và câu trả lời là không, tôi muốn cái cặp màu đỏ cơ. Thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời là ie akai kaban ga hoshi desu. Những cái câu này thì đơn giản rồi, xin tin rằng là mọi người có thể làm được nó. Bởi câu chú pháp này nó rất rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả, đúng nào? Giờ và tiếp tục nào. Lan, bạn muốn xe đạp không? Bạn muốn có một cái xe đạp hay không? Thì lan ở đây phẩy phát thì mình sẽ nói là ran sa. Jiten sa ga hoshi desu ka? Bạn muốn có cái xe đạp hay không? Tiếp theo nào. Không, mình không muốn, mình muốn có ô tô. Thì mình sẽ nói nào. Không sẽ là ie. Mình không muốn sẽ là hoshi kunai. Chính xác, hoshi phải chia về phủ định nhá. Hoshi kunai desu.
Mình muốn có ô tô sẽ là 車が 欲しいです. Đúng nào? では次. Anh muốn có máy ảnh của Nhật Bản à? Hoặc mình có thể nói là anh muốn có cái máy ảnh của Nhật Bản hay không? Ok, vậy chúng ta sẽ xem nào. Muốn có máy ảnh của Nhật Bản. Nhật Bản là Nihon, máy ảnh là camera. Vậy máy ảnh của Nhật Bản là Nihon no camera, đúng không? Và muốn có hay không sẽ là ga hoshii desu ka. Cả câu đó sẽ là Nihon no camera ga hoshii desu ka. Và câu trả lời vâng, tôi rất muốn hoặc vâng, anh rất muốn sẽ là Hai, totemo hoshii desu. Vâng, anh rất là mong muốn có nó. Ok. Và đó là những điều mà chúng ta có thể học về danh từ ga hoshii desu. Nhưng chúng ta còn một cái phần mở rộng nó hay ho hơn rất là nhiều. Đã bao giờ chúng ta hỏi bạn mình rằng là cậu muốn có người yêu như thế nào? Hay bây giờ bạn muốn có cái gì? Đó. Thì đó là những cái phần mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng từ để hỏi ở trong câu. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đến phần tiếp theo. Đó là tùy vào thông tin muốn hỏi mà ta có những từ để hỏi khác nhau để sử dụng với cấu trúc pháp của ga hoshii desu này. Ok. Và ví dụ như là bây giờ bạn muốn có gì nhất? Hoặc là bạn muốn có người yêu như thế nào? Hay quà sinh nhật thì bạn muốn quà gì? Đó là những câu hỏi mà bắt buộc nó phải có từ để hỏi ở trong cái cấu trúc pháp này. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đến cái cấu trúc pháp của từ để hỏi cộng với lại ga hoshii desu ka. Rồi, và cụ thể như này. Bạn muốn quà sinh nhật gì? Thì muốn trong tiếng Nhật nó sẽ là ga hoshii desu rồi. Cái gì nó sẽ là nani? Còn quà sinh nhật nó sẽ là tanzobi no omiyage, đúng không? Vậy cả câu của chúng ta sẽ là tanzobi no presento wa nani ga hoshii desu ka? Đây nó là cái câu hỏi để mình có thể dùng cho câu hỏi là bạn muốn quà sinh nhật gì? Đó. Và chúng ta thấy này, cái chủ ngữ nó là tanzobi no presento hoặc là tanzobi no omiyage thì nó sẽ đóng vai trò là quà sinh nhật. Và chúng ta hỏi rằng là bạn muốn có quà sinh nhật gì? Thì cái từ để hỏi là cái gì? Nó sẽ là cái từ nani đây. Và đơn giản chúng ta cộng với lại ga hoshii desu ka. Nó sẽ là nani ga hoshii desu ka. Hoặc mình có thể nói một câu đơn giản thôi. Là ima nani ga hoshii desu ka. Là bây giờ bạn muốn có cái gì? Nào, ví dụ như mình trả lời là muốn có tiền đi. Okane ga hoshii desu. Kobito ga hoshii desu. Hay là chúng ta còn là kuruma ga hoshii desu. Thì lúc đó, cứ nani ga hoshii desu ka là muốn có cái gì các bạn nha. Và câu trả lời là mình muốn có một con mèo. Đó, thì con mèo trong Nhật là neko, đúng không? Và muốn có con mèo sẽ là neko ga hoshii desu, đúng không? Hai. Giờ đây là 次. Bạn muốn có người yêu như thế nào? Hai. Vậy người yêu trong Nhật nó là kobito. Muốn có người yêu như nào thì muốn có là ga hoshii. Vậy như thế nào trong Nhật thì chúng ta sẽ phải sử dụng đó chính là từ donna, một nhá, donna là như thế nào. Chúng ta có từ donna koibito, đó là người yêu như thế nào. Đó, và chúng ta có hoshii desu ka, nó là muốn có. Vậy cả câu nó sẽ là donna koibito ga hoshii desu ka, là bạn muốn có người yêu như thế nào. Hoặc chúng ta có thể nói rằng là donna ketai denwa ga hoshii desu ka, bạn muốn có một cái điện thoại như nào. Hoặc donna pasoko ga hoshii desu ka, bạn muốn có cái máy tính như thế nào. Hoặc donna camera ga hoshii desu ka, bạn muốn có một cái máy ảnh như thế nào. Thì lúc đó chúng ta nhớ rằng là cứ donna danh từ nó là cái danh từ đó như thế nào, và cộng lại ga hoshii desu ka là muốn có. Đó, mình hãy linh hoạt để thay thế nó vào thì trong cái giao tiếp đời sống của chúng ta nó sẽ nhanh nhạy và nó sẽ dễ dàng hơn các bạn nha. Nào, và nói rằng là mình muốn có người yêu đẹp trai. Đấy. Cái đặc trưng của người yêu ở đây thay thế cho cái từ donna, nó phải là từ handsome thay thế cho từ đẹp trai, đúng không? Vậy người yêu đẹp trai chúng ta vừa nói rồi, đó chính là handsome na kobito ga hoshii desu, đúng không? Đấy. Handsome na kobito ga hoshii desu. Và đây là 次. Bây giờ bạn muốn có gì nhất? Những gì mà Sen vừa nói rồi, phải không nào? Bây giờ bạn muốn có gì nhất sẽ là ima, là bây giờ này. Muốn có cái gì sẽ là nani ga. Nhưng ở đây nó có từ nhất. Nhất chúng ta học chưa các bạn? Chúng ta học rồi, nó chính là từ ichiban. Và từ ichiban sau đó rồi mới đến từ hoshii desu ka. Và cả câu cụ thể nó sẽ là hai. Ima nani ga
Ichiban hoshii desu ka? Bây giờ bạn muốn có cái gì nhất? Rồi, và câu trả lời là mình muốn có thật là nhiều tiền. Vậy muốn có thật là nhiều tiền sẽ là takusan no okane ka? Ga gì nhỉ? Chính xác, ga hoshii desu. Đúng nào? Đây là cái câu mà chúng ta đã triển khai. Và từ bây giờ trở đi, mình muốn nói chuyện với bạn bè, mình hỏi rằng là bây giờ mày muốn có cái gì nhất? Thì chúng ta hãy đọc lại câu này cho xem. Ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Và các bạn, minasan, ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Là bây giờ các bạn muốn có cái gì nhất? Mình hãy để dưới comment tổ hộ sensei nhá. Xem đâu đó là cái thứ mà mình muốn có nhất. Có những bạn muốn có sức khỏe, muốn có gia đình, chúng ta muốn có bạn bè hay có một công việc tốt chẳng hạn. Thì mình cứ để đứng trước ga cộng với lại hoshii desu là xong. Đúng nào? Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đến cái phần luyện tập dịch tổng hợp một chút để nâng cao lại cái kiến thức mà chúng ta đã vừa học. Để mình có thể một lần nữa nhớ lại những gì mà chúng ta đã học qua. Hãy. Đầu tiên này. Bạn muốn có một cái cặp sách như thế nào? Ok. Như thế nào nó sẽ là từ đô nào? Cặp sách nó sẽ là cà bàng. Ok. Cặp sách như nào là đô na cà bàng. Và muốn có sẽ là ga hoshii. Đây là câu hỏi chúng ta sẽ thêm desu ka ở đằng sau. Đó chính là đô na cà bàng ga hoshii desu ka? Ok. Nào mình muốn có cặp sách màu đỏ. Thì cái đặc trưng, đặc điểm mà mình mong muốn ở cặp sách đó là màu đỏ. Thì mình sẽ thay màu đỏ ở đây, nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, nó là akai kaban ga hoshii desu, đúng không? Đây là gì? Bây giờ bạn muốn có gì nhất? Thì nó là câu hỏi vừa nãy chúng ta đã hỏi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ còn nhớ nó là gì không các bạn? Đúng rồi, nó là ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Và câu trả lời là mình muốn có ô tô mới. Hay, vậy ô tô mới mình nói nào? Ô tô là kuruma, mới là atarashii. Vậy ô tô mới sẽ là atarashii kuruma ga hoshii desu. Nhớ nhá, đứng trước trợ từ ga thì bắt buộc nó sẽ phải là một danh từ. Thế kiểu gì đi chăng nữa, với ô tô mới thì mọi người phải nhớ nó là atarashii kuruma, chứ không thể là kuruma atarashii ga được. Bởi vì atarashii là tính từ, nó không thể đi được với lại trợ từ ga. Hãy. Rồi và tiếp tục nào. Mình sẽ có tiếp theo trong cái phần mà chúng ta học. Thì vừa nãy chúng ta đã học là mình muốn có một cái gì đó. Và bây giờ chúng ta cụ thể hóa lên là chúng ta muốn thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ như vừa nãy chúng ta nói rằng là tôi muốn gặp người yêu, tôi muốn xem tivi, hay là tôi muốn về nước. Thế đó là những cái hành động mà mình muốn thực hiện, chứ không phải muốn có đồ vật hay là muốn có một người nào đó như ở trong cấu trúc pháp đầu tiên chúng ta học. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau sang đến cấu trúc pháp số 2 trong bài ngày hôm nay, đó là động từ thể must. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cấu trúc pháp số 2 trong ngày hôm nay, đó chính là động từ thể must, bỏ must đi cộng với lại tai, nó thể hiện là muốn làm một cái hành động nào đó. Và như những gì mà chúng ta vừa thấy ở đây, động từ thể must chỉ cần bỏ must đi cộng với lại tai desu là lúc đấy chúng ta đã có một câu, đó là muốn làm động từ về. Nó rất là đơn giản phải không các bạn? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi thử nghiệm nó các bạn nhá. Ví dụ như này, kakimasu là viết. Nếu mà chúng ta bỏ must đi và thay vào bằng tai sẽ là kakitai, thế tức là muốn viết rồi. Và tiếp tục nào, tabemasu là động từ ăn, đúng nào? Chúng ta chỉ cần bỏ must đi và cộng với lại tai desu là lúc đấy chúng ta sẽ có câu tabetai là muốn ăn. Quá là đơn giản, chỉ chúng ta bỏ must đi và cộng với lại tai là lúc đấy mình đã có câu tabetai là muốn ăn. Tiếp tục nào, kaimasu là mua. Vậy bây giờ tương tự, chúng ta cũng sẽ bỏ must đi cộng với lại tai desu, nó sẽ là kai tai hoặc là kai tai desu là muốn mua. Bật mí một chút rằng là khi mà trình lên cao hơn, chúng ta chỉ cần nói là kai tai là đã đầy đủ về cấu trúc pháp, là đủ nghĩa rồi. Nhưng trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn cần thiết phải là tai desu để cái cấu trúc pháp nó trở nên dễ hiểu hơn một chút các bạn nha. Và tiếp tục nào, ở đây nó là ikimasu. Đó, ikimasu là muốn đi. Vậy chúng ta bỏ must đi cộng với lại tai desu nó sẽ là ikitai, là gì đấy các bạn?
Đúng rồi, nó chuyển thành động từ là muốn đi đâu đó. Nó lại mong muốn, nguyện vọng là mình muốn được thực hiện một cái hành động. Các bạn đã hiểu rồi đúng không nào? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nó nhanh nhanh hơn một chút nữa. Tabemos là ăn, chuyển thành muốn ăn sẽ là gì các bạn? Đúng rồi, là tabetai. Chúng ta có nomimos là uống, chuyển sang muốn uống là? Chính xác, nomitai. Ở đây, mimos là nhìn, là xem. Vậy muốn xem sẽ là? Ok, mitai. Và benkyo shimasu là học. Chúng ta chuyển sang muốn học sẽ là benkyo shitai. Ok, kashimasu là cho vay cho mượn. Vậy mình muốn cho vay, muốn cho mượn sẽ là kashitai. Ok, và tiếp tục nào. Kirimasu là cắt. Vậy chúng ta muốn cắt sẽ là kiritai. Chúng ta có yasumimasu là nghỉ ngơi. Vậy nó là muốn nghỉ ngơi sẽ là yasumitai. Đơn giản đúng không? Mình nói là chotto yasumitai desu, là tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Quá là chuẩn, quá là chính xác. Rồi, harimasu là vào. Chúng ta nói là muốn vào sẽ là haritai desu. Tiếp tục, kaimono shimasu là mua đồ. Nếu mà mình nói là muốn mua đồ sẽ là kaimono shitai. Và đây là 最後ですね, là sanpo shimasu. Sanpo shimasu là đi dạo. Vậy mình nói là muốn đi dạo sẽ là sanpo shitai desu. Hai. Ok, rất là đơn giản phải không các bạn? Đơn thuần mọi người chỉ cần bỏ mas đi cộng với lại tai hoặc là tai desu là lúc đấy sẽ ra là muốn thực hiện cái hành động là về. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc pháp là về tai desu, là muốn làm hành động là về các bạn nhá. Và mọi người có thể nói là về tai không cũng được hoặc là về tai desu cũng được. Bởi trước sau gì nữa khi mà lên trên cấp cao hơn, chúng ta chỉ cần nói là về tai là đúng và đúng nghĩa rồi. Nó không có gì khó khăn cả, bởi đơn thuần ở trong trình độ N5 thì người ta sẽ muốn nói cho mọi người một cách chi tiết và đầy đủ, một cách lịch sự nhất có thể thì người ta vẫn để desu. Còn sau này khi mà lên cao hơn nữa, người ta muốn nói nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và đời sống hơn thì người ta sẽ bỏ desu đi và chỉ cần nói là về tai là xong. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ý nghĩa. Ý nghĩa của cấu trúc pháp về tai desu này đó chính là biểu thị ý muốn làm về của người nói. Tức là người nói người ta muốn làm một cái hành động nào đó thì người ta sẽ sử dụng cấu trúc pháp là về tai desu. Ok, rồi, và lưu ý ở đây này, không dùng nói về ý muốn của người thứ ba. Cũng tương tự như là hoshi vừa nãy, chúng ta không dùng để nói rằng là like, mai hay đào muốn thực hiện một cái hành động nào đó, mà đơn thuần nó là bản thân mình muốn làm một cái hành động nào đấy, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng là về tai desu các bạn nha. Và đây là tsugi. Về tai thì chia như là tính từ đuôi y. Lý do tại sao nhở? Bởi vì cái này nó kết thúc bằng y desu, thì lúc đó chúng ta coi nó là một tính từ đuôi y. Để làm gì đấy các bạn? Cũng tương tự như vừa nãy, nếu mà chúng ta chuyển sang câu hỏi là muốn thực hiện hành động nào đó hay không sẽ là về tai desu ka. Nếu mà mình nói là không muốn thực hiện một hành động đấy thì lúc đó chúng ta sẽ phủ định cái tai này đi, đó là veta kunai, nhớ veta kunai desu, thì lúc đấy nó sẽ ra là mình không muốn làm về. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ví dụ đầu tiên này. Tôi muốn mua tivi đó, thì tôi chúng ta sẽ bỏ đi rồi, bởi vì nó là nói về bản thân mình. Chúng ta lên cấp cao rồi, chúng ta không cần nói là tôi nữa, đúng không? Tivi trong Nhật là terebi, còn muốn mua sẽ là vetai. Đó, đây là cái hành động mà mình muốn thực hiện. Và cụ thể mua nó là kaimasu. Vậy muốn mua sẽ là gì các bạn? Chính xác là kaitai desu. Cả câu sẽ là terebi wo kaitai desu. Có đơn giản không các bạn? Quá là đơn giản, phải không nào? Tiếp tục nào. Tôi muốn ăn sushi. Ok, vậy ăn là tabemasu. Muốn ăn sẽ là tabetai desu. Còn sushi nó là danh từ mà mình muốn có, thế lúc đó chúng ta sẽ nói là sushi wo tabetai desu, đúng nào? Và chúng ta có sushi wo tabemasu là ăn sushi rồi, còn muốn ăn sushi sẽ là sushi wo tabetai desu. Cái này có đơn giản không mọi người? Quá là đơn giản, tin chắc là ai cũng có thể hiểu được cái cấu trúc pháp này, đúng nào? Tiếp tục nào. Tôi muốn viết thư cho người yêu. Cái câu này nó hơi khó hơn một chút, nhưng nó không khó đến mức độ như thế đâu. Chúng ta viết thư cho ai nhỉ? Cho người yêu. Thì cho người yêu sẽ là koibito. Cho nó sẽ là trợ từ ni mọi người nhá. Koibito ni. Rồi, và viết cái gì nhỉ? Tegami, đúng nào? Viết thư. Viết thư sẽ là tegami wo kakimasu. Còn muốn viết thư sẽ là tegami wo kaki, đúng không? Kakitai desu. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là koibito ni tegami wo kakitai desu, đúng nào? Chúng ta đọc cùng sensei nhá.
Seno. Koibito ni tegami o kakitai desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sore wa tsugi. Tôi không muốn đi học. À, chúng ta có đi học nó là như nào các bạn nhỉ? Trường học nó là từ gakko. Gakko e ikimasu là đi học. Nếu mà chúng ta muốn nói là muốn đi học sẽ là gakko e ikitai desu. Nhưng đây nó là không muốn nên phải phủ định cái tai nó đi. Nó sẽ là gakko e ikitakunai desu. Đúng không? Nhớ nhá. Nhớ hộ sensei là ikitai thì mình sẽ bỏ i đi, chuyển sang thể phủ định là cộng với lại kunai desu. Vậy cả câu nó sẽ là gakko e ikitakunai desu. Đúng không? Hai. Sau đây là tsugi. Tôi không muốn uống thuốc. Các bạn có làm được câu này không? Uống thuốc là kusuri o nomimasu. Còn nếu mà chúng ta nói là muốn uống thuốc sẽ là kusuri o nomitai. Như đây nó là không muốn cơ thì mình sẽ chuyển tai sang phủ định. Nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi. Nó là kusuri o nomitakunai desu. Và bây giờ một người đọc cùng sensei nhá. Seno. Kusuri o nomitakunai desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sau đây là tsugi. Bạn có muốn đọc cuốn sách này không? Nghe có vẻ là trầm trọng hóa hơn cái vấn đề. Nhưng không, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta phân tích này. Cuốn sách này trong Nhật là Kono Hon. Câu hỏi là bạn có muốn hay không? Thì bạn nó là chủ ngữ rồi, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đúng nào? Và đọc sách, đọc trong tiếng Nhật là Yomimasu. Vậy muốn đọc sẽ là Yomitai. Có muốn đọc hay không sẽ là Yomitai desu ka. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Chính xác. Kono Hon o yomitai desu ka? Là bạn muốn đọc cái cuốn sách này hay không? Chính xác chưa nào? Nó là có, tôi muốn đọc. Vậy chúng ta trả lời có là hay, muốn đọc là yomitai desu. Và cả câu hay yomitai desu. Đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu mà mình muốn là nói là mình không muốn đọc, mình sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? Chính xác, chúng ta sẽ có là yomi. Đúng rồi, yomitakunai desu. Ok. Rồi và tiếp tục nào. Taro có muốn về quê không? Thì Taro là người nghe, là cái đối tượng được hỏi rồi. Chúng ta có quyền bỏ cái chữ Taro đi. Và hỏi là muốn về quê không? Thì quê hương là furusato. Về là kaerimasu. Về quê sẽ là furusato e kaerimasu. Đúng nào? Còn hỏi là có muốn về không? Thì đơn giản thôi. Kaerimasu chúng ta sẽ phải bỏ masu đi. Cộng với gì nhỉ? Đúng rồi, cộng với lại tai desu. Và câu hỏi chúng ta sẽ cộng với lại ka ở đằng sau. Và cả câu nó sẽ là Taro kun wa furusato e kaeritai desu ka? Và Taro trả lời đó chính là không, tôi không muốn về. Không trong Nhật là ie, là không muốn về sẽ là kaeritakunai desu. Bởi vì sao? Bởi vì tuần trước tôi về rồi, chứ tuần này tôi cũng không muốn về nữa. Ie kaeritakunai desu. Ok. Rồi và tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần luyện tập hơn một chút để chúng ta có thể hiểu về cấu trúc pháp này hơn các bạn nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái câu như sau. Câu đầu tiên, bạn muốn viết chữ Hán hay không? Thì đây nó là hỏi về người khác có mong muốn được thực hiện hành động hay không? Đúng nào? Chữ Hán trong Nhật là kanji, muốn viết hay không là kakitai desu ka? Vậy cả câu của chúng ta sẽ là kanji o kakitai desu ka? Và chúng ta trả lời nhanh này. Có vì tôi rất thích chữ Hán thì mình sẽ trả lời là hay. Rất thích chữ Hán sẽ là kanji ga totemo suki desu. Và vì thì chúng ta sẽ phải có thêm từ kara ở cuối câu, sẽ là hay kanji ga totemo suki desu kara. Hay. Sau đây là tsugi. Tôi muốn tặng hoa cho mẹ thì mình sẽ nói như nào nhỉ? Chúng ta có hoa nó là hana, tặng hoa sẽ là hana o agemasu. Chúng ta muốn tặng hoa sẽ là hana o agetai. Nào tặng cho ai nhỉ? Tặng cho mẹ thì sẽ là haha ni. Và cả câu sẽ là haha ni hana o agetai desu. Đúng nào? Đây là tsugi. Tôi muốn nói chuyện bằng tiếng Nhật. Chúng ta lại triển khai và phân tích nhanh này. Chúng ta có bằng tiếng Nhật sẽ là nihongo de, nói chuyện sẽ là hanashimasu. Vậy chúng ta muốn nói sẽ là hanashitai desu. Cả câu sẽ là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, đó chính là nihongo de hanashitai desu. Ok. Rồi và tiếp tục nào, chúng ta lại triển khai nhanh nhá. Câu số 4. Ngày mai tôi muốn gửi thư cho bố. Thì ngày mai trong Nhật là ashita rồi. Muốn gửi thư cho bố, bố ở đây là người tiếp nhận sẽ là chichi ni. Đúng nào? Nào gửi cái gì mọi người nhỉ? Gửi thư sẽ là tegami o okurimasu.
Vậy chúng ta muốn gửi là okuritai. Cả câu sẽ là Asta chichi ni tegami o okuritai desu. Chuẩn chưa các bạn? Chính xác. Đơn thuần thôi, chúng ta chỉ cần phân tích nghĩa của từng từ, sau đó áp dụng vào cấu trúc pháp, sắp xếp một chút là xong. Tiếp tục nha. Tôi muốn gọi điện thoại cho gia đình. Ok, gia đình là kazoku. Gọi cho gia đình sẽ là kazoku ni, đúng nào? Chúng ta gọi điện thoại sẽ là denwa o kakemasu. Vậy cả câu chúng ta muốn gọi điện thoại cho gia đình sẽ là kazoku ni denwa o kaketai desu, là muốn gọi. Ok, câu cuối cùng này. Tôi muốn chụp ảnh cùng Lee Min-ho. Ok, vậy Lee Min-ho sẽ là đối tượng mình muốn chụp cùng, thì ít nhất mình sẽ phải có được là từ Lee Min-ho to, đúng nào? Chụp ảnh sẽ là sashin o torimasu. Vậy muốn chụp sẽ là sashin o toritai desu. Cả câu chúng ta nói được không nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là Lee Min-ho to sashin o toritai desu các bạn nha. Đó, đó là toàn bộ những cái mà chúng ta có thể nói được về cấu trúc pháp thì mong muốn thực hiện một hành động nào đó. Và cũng tương tự như là danh từ ga hoshii thì chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng với lại cấu trúc pháp của vê tai để mong muốn hỏi người nghe xem là người ta muốn đi đâu, muốn làm gì và muốn thực hiện hành động như nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một nhá. Vì vê tai nó là biểu thị trạng thái mong muốn làm vê, thế nên nó sẽ không biểu thị sự tác động lên hành động là danh từ. Và ở đây chúng ta có thể chuyển từ trợ từ ộ thành trợ từ ga. Và câu dùng trợ từ ga sẽ nhấn mạnh hơn. À xin lỗi, cái này nó chưa đến cái phần mà sẽ vừa nói, nó là hỏi ai đó muốn làm cái gì hay muốn thực hiện hành động như nào. Mà cái này nó là cái phần mà trước khi chuyển giao sang cái đấy. Chúng ta hiểu này, bình thường chúng ta sẽ nói là hông o yomitai desu, đúng không? Là tôi muốn đọc sách, thì cái trợ từ nó sẽ là trợ từ o. Nhưng ở đây chúng ta có thể nói là hông ga yomitai desu. Để làm gì? Để khi mà câu nó dùng trợ từ ga, nó sẽ nhấn mạnh hơn về cái chủ thể. Ở đây là tôi thực sự rất muốn đọc sách. Đó đó là cái cách mà chúng ta dùng thêm trợ từ là trợ từ ga. Thì chúng ta xem mọi người nhá. Là tôi muốn ăn tempura. Thì muốn là muốn ăn tempura chúng ta sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? Bình thường sẽ nói là tempura o tabetai desu. Nhưng ở đây trợ từ o nó sẽ chuyển thành trợ từ là trợ từ ga, sẽ là tempura ga tabetai desu, để nhấn mạnh hơn cái tempura nó là cái món mà tôi muốn ăn chứ không phải món nào khác. Ok, tiếp tục nào. Tôi muốn nghe nhạc. Bình thường muốn nghe nhạc sẽ là ongaku o kikitai desu, nhưng ở đây chúng ta sẽ chuyển thành là ongaku ga kikitai desu cũng đều được các bạn nhá. Nó chỉ là nhấn mạnh hơn thôi chứ nó không có gì gọi là khó khăn cả. Dạ, và tôi muốn tổ chức tiệc ở nhà vào cuối tuần này thì mình cũng sẽ nói là shimatsu ni ie de party ga shitai desu. Bình thường nó sẽ là party o shitai, nhưng mình muốn nhấn mạnh là tổ chức tiệc sẽ là party ga shitai desu. Hai, ok. Dạ, và ở đây nó đến cái phần tiếp theo mà như những gì mà sẽ vừa nói. Tùy vào thông tin muốn hỏi mà ta có động từ để hỏi khác nhau đi cùng với lại những cái từ để hỏi tương ứng. Và cụ thể nó là như nào thì nó cũng giống hệt như những gì mà chúng ta vừa nói ở trong phần danh từ gạo hoshii desu. Thì ở trong cái phần là muốn làm hành động này, chúng ta cũng có thể hỏi là bạn muốn đi đâu. Thì cái từ để hỏi đi đâu nó sẽ là dokoe, đúng không nào? Tiếp tục nào, bạn muốn làm gì sẽ là từ nani o. Đó. Và bạn muốn ăn gì sẽ là nani o tiếp theo. Đấy. Thì mọi người cứ nhớ nhá, tùy vào cái thông tin mà mình muốn hỏi sẽ có cái từ để hỏi tương ứng. Thế lúc đó chúng ta cũng sẽ thay từ để hỏi vào đó. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào cái câu đầu tiên, câu ví dụ số 1, để mình tìm hiểu về cấu trúc pháp là từ để hỏi cộng với lại vê tai desu ka. Ok, ở đây này chúng ta nhìn. Bạn muốn mua gì ở Nhật? Ok, muốn mua cái gì thì cái gì nó sẽ là nani o. Và mua trong tiếng Nhật là kaimasu, còn muốn mua là kaitai desu. Và câu hỏi muốn mua cái gì sẽ là kaitai desu ka. Vậy cả câu của chúng ta ở đây nó sẽ là Nihon de nani o kaitai desu ka, là ở Nhật Bản ấy thì bạn muốn mua cái gì. Và câu trả lời là mình muốn mua robot. Đấy. Thì robot trong Nhật là roboto. Mình nói là mình muốn mua robot thì có khó mọi người? Không có gì khó cả, chúng ta vừa học rồi. Nó sẽ là chính xác roboto kaitai desu. Ok. Tiếp theo, cuối tuần này bạn muốn đi đâu?
Ok, cái cụm từ đi đâu chúng ta sẽ phải thay từ để hỏi là gì các bạn? Chuẩn rồi, nó sẽ phải là doko e, đúng không nào? Vậy chúng ta nói cuối tuần này chúng ta nói được không nhỉ? Chúng ta nói được rồi, nó là shumatsu là cuối tuần này. Bạn muốn đi đâu sẽ là doko e. Động từ đi sẽ là ikimasu. Muốn đi là ikitai. Muốn đi đâu là ikitai desu ka. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là chính xác luôn. Shumatsu doko e ikitai desu ka. Chuẩn chưa nào? Rồi tiếp tục nào. Mình muốn đi sở thú. Sở thú trong Nhật là gì mọi người? Chính xác nó sẽ là dobutsuen mọi người nhá. Sở thú là dobutsuen. Muốn đi sẽ là dobutsuen e ikitai desu. Hay. Có khó không mọi người? Không có gì khó khăn cả phải không nào? Tiếp tục nhá. Vào ngày sinh nhật thì bạn muốn làm gì? Ok, vào ngày sinh nhật các bạn muốn làm gì nhỉ? Sensei thì chỉ muốn ngủ một chút thôi. Và ở đây của chúng ta này, muốn làm gì? Làm gì sẽ là nani o. Và làm trong Nhật là shimasu. Muốn làm là shitai. Muốn làm gì chuyển sang câu hỏi là shitai desu ka. Vậy chúng ta chỉ cần đơn giản thêm cái cụm từ vào ngày sinh nhật nữa là xong. Thì chúng ta sẽ có là gì các bạn? Chuẩn luôn. Sẽ là tanzobi no hi ni, là vào cái ngày sinh nhật. Hi nani o shitai desu ka. Chính xác chứ các bạn? Quá chuẩn luôn đúng không nào? Tiếp tục nhá. Mình muốn gặp người yêu. Ok. Người yêu trong Nhật là koibito. Gặp trong Nhật là aimasu. Gặp người yêu là koibito ni aimasu. Chuyển sang muốn gặp người yêu sẽ là chính xác, đó là koibito ni aitai desu. Ok. Đó. Và bây giờ mọi người đọc cùng sensei một lần nhá. Seno. Tanzobi no hi ni nani o shitai desu ka? Và câu trả lời là koibito ni aitai desu. Ok. Dewa tsugi desu ne. Ngày mai bạn muốn đi đâu không? Câu này câu hỏi nghe có vẻ rất Việt Nam mà chúng ta có thể chuyển sang được Nhật Bản không nhỉ? Chúng ta chuyển được đúng không? Nào ngày mai là asta. Muốn đi đâu sẽ là doko e. Muốn đi hay không sẽ là ikimasu. Muốn sẽ là ikitai. Hay không sẽ là ikitai desu ka. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là gì? Chính xác luôn. Asta doko e ikitai desu ka. Là ngày mai thì bạn muốn đi đâu? Và câu trả lời là vì ốm nên tôi không muốn đi đâu cả. Lúc đấy chúng ta sẽ trả lời vì ốm sẽ là ok, byouki desu kara. Vì tôi bị ốm nên doko mo ikitaku nai desu. Chúng ta học về phủ định đi toàn bộ rồi. Chúng ta từ nani mo tabetaku nai desu là tôi không muốn ăn gì cả. Thì ở đây của chúng ta có là doko mo ikitaku nai desu là tôi cũng không muốn đi đâu cả. Nhớ nhá. Doko mo nani mo cộng với lại thể phủ định nó là phủ định đi toàn bộ. Ở đây chúng ta có doko mo ikitaku nai, nó chính là tôi không muốn đi bất kỳ một nơi đâu, một nơi tôi không muốn đi. Nhớ nhá. Rồi vào tiếp tục nào. Bạn có muốn uống gì hay không? À, đây nó là cái câu nó rất là quen thuộc ở trong đời sống của chúng ta. Bạn muốn uống cái gì hay không? Uống trong Nhật là nomimasu. Muốn uống sẽ là nomitai. Câu hỏi là nomitai desu ka? Vậy muốn uống cái gì? Cái gì trong Nhật này nó sẽ là từ nani ka các bạn nhá. Và cả câu sẽ là nani ka nomitai desu ka, là bạn muốn uống cái gì nhỉ? Và câu trả lời là vâng, tôi muốn uống trà. Vậy chúng ta sẽ nói là hai ocha o nomitai desu, hoặc chúng ta nhấn mạnh bằng cách thay o bằng ga sẽ là ocha ga nomitai desu. Và câu trả lời phủ định này, không, tôi không muốn uống gì cả, thì mình sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, không trong Nhật là ie. Còn mình phủ định đi toàn bộ thì cũng giống như là đô cổ mộ vừa nãy, chúng ta sẽ sử dụng là nani mộ, là cái gì đi chăng nữa cũng không, sẽ là nani mộ. Và đi với thể phủ định nó sẽ là nomita kunai desu, là tôi không muốn uống bất kỳ một cái gì cả. Đó, qua anh mọi người sẽ là đơn giản đúng không? Rất là hay. Và những cấu trúc pháp là hoshi là tai, nó rất là gần gũi ở trong đời sống. Mọi người hãy cố gắng học thật chắc nó để chúng ta có thể vận dụng ra ngoài đời sống được nhiều hơn các bạn nhá. Ok, rồi tiếp tục nào. Tiếng Anh và tiếng Nhật thì bạn muốn học tiếng nào? Hay, tiếng Anh và tiếng Nhật chúng ta sẽ nói cái bài số 12 chúng ta học về câu hỏi sự lựa chọn là dochira ga, chúng ta học rồi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Tiếng Anh là ego to, tiếng Nhật là nihongo to. Câu hỏi về sự lựa chọn nó phải là dochira ga. Nào, muốn học tiếng nào sẽ là shitai desu ka, hoặc chúng ta có nói là benkyo shitai desu ka thì nó sẽ hay và đầy đủ hơn các bạn nhá.
Dạ và nói là tôi muốn học tiếng Nhật sẽ là Nihongo ga benkyo shitai desu, là tôi muốn học tiếng Nhật. Và bản thân của sensei thì thấy tiếng Nhật nó dễ hơn là tiếng Anh. Bởi ngày trước sensei cũng không có may mắn với tiếng Anh nhiều lắm, nhưng mà bây giờ học lại tiếng Anh thì mình tin là mình sẽ học được nó tốt hơn. Lý do tại sao nhỉ? Bởi vì mình đã có tiếng Nhật, nó là nền tảng ngôn ngữ. Mình biết cách để học ngoại ngữ rồi, thì mình tiếp cận với những ngôn ngữ khác nó sẽ dễ dàng hơn và đơn giản hơn rất là nhiều. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần luyện tập là Renshi Shimasho các bạn nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau dịch này. Bây giờ bạn muốn làm gì? Mới còn nhớ cái câu này chúng ta vừa nói với nhau không nhỉ? Chúng ta nhớ mà, đúng nào. Bây giờ bạn muốn làm gì sẽ là Ima nani o shitai desu ka? Chính xác chưa? Và nói là tôi muốn xem phim sẽ là Eika o mitai desu, là tôi muốn xem phim. Tiếp tục, anh Mira muốn học gì? Thì lúc đó chúng ta hỏi về anh Mira, đúng nào? Là Mira sao ạ? Muốn học gì là nani? Đúng rồi, cái gì mà chúng ta phải sử dụng từ để hỏi là nani? Sẽ là nani o benkyo shitai desu ka? Hoặc chúng ta sử dụng động từ học là naraimasu cũng được, nó là naraitai desu ka? Và cũng là tôi muốn học tiếng Việt sẽ là betonamu go o naraitai desu, nhớ nhá. Chúng ta sẽ bỏ mas đi cộng với tai desu thì naraimasu sẽ là thành naraitai. Ok. Và tiếp tục nào, câu số 3, bạn muốn đọc sách gì? Muốn đọc sách gì thì chúng ta sẽ không dùng là từ nani hong, mà chúng ta sẽ nói là donna hong ở nhá. Thì lúc đó nó là thể loại sách như nào thì nó sẽ đúng với lại cái từ là đọc sách gì này hơn. Rồi vậy chúng ta sẽ có là donna hong o yomitai desu ka? Đó, và câu trả lời là tôi muốn đọc sách du lịch. Thì sách về du lịch mình sẽ nói là ryokou no hong, nó là sách về du lịch. Và muốn đọc sẽ là yomitai desu. Ok. Tiếp tục nào, nghỉ hè bạn muốn đi đâu? Thì kỳ nghỉ hè trong Nhật là gì các bạn? Nó là natsu yasumi. Muốn đi đâu thì từ để hỏi đi đâu nó sẽ là gì các bạn? Chuẩn luôn rồi, nó là doko e. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là natsu yasumi ni doko e, muốn đi đâu sẽ là ikitai desu ka? Và cả câu này natsu yasumi ni doko e ikitai desu ka? Và câu trả lời là tôi muốn tới Hàn Quốc. Tới Hàn Quốc, Hàn Quốc là gì các bạn? Nó là kankoku. Muốn tới Hàn Quốc là kankoku e i ikitai desu. Và cả câu, ok, kankoku e ikitai desu. Các bạn có muốn tới Hàn Quốc không nhỉ? Bản thân của sensei thì sẽ không có mặn mà với Hàn Quốc nhiều lắm, mà sensei thích là Singapore, thích Nhật Bản, và cũng có vẻ là thích những nước Ý nhiều hơn, chứ sensei không có thích Mỹ các thứ đâu nhá. Đó, sensei thích những cái nước nó căn bản là nhẹ nhàng một chút. Còn Hàn Quốc thì sensei cũng vẻ nó hơi xô bồ. Ok. Rồi, và đó là những cái mà chúng ta có thể học về động từ thể must, bỏ must đi cộng với tai là mong muốn làm một cái gì đó. Và bây giờ có một chút những cái chú ý nhỏ nhỏ để chúng ta cùng nhau chú ý mọi người nhá. Ở bài số 5 ấy, chúng ta học về động từ di chuyển đi đến bằng phương tiện và cùng với. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học sang một cái phần mới luôn. Đó chính là mình sẽ thực hiện một cái hành động là đi tới một nơi nào đó để làm một hành động nào đó. Ví dụ như vừa nãy sẽ nói ở ngay cái phần mở màn, đó chính là đi chơi. Chúng ta có cả động từ chơi và cả động từ đi. Thế làm sao để mình có thể nói được là đi chơi, đúng nào? Hoặc làm sao để mình có thể nói là đi bơi, hoặc mình có thể nói là đi xem, đi ăn hay đi uống. Ok, làm sao để mình có thể nói được những câu đấy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang đến cấu trúc pháp tiếp theo trong bài ngày hôm nay. Đó là đi đâu đó để làm một hành động nào đấy. Ok. Rồi và ví dụ như chúng ta nói là đi đón con. Thì trong tiếng Nhật ấy, động từ đi nó là ikimasu, đón nó là mukaemasu. Làm sao để mình có thể kết hợp được cái từ mukaemasu và động từ ikimasu được? Thì tí nữa có một cách cực kỳ đơn giản. Tiếp theo nào, đi du lịch. Thì du lịch nó sẽ là từ ryokoshimasu, đúng không? Thì làm sao mình có thể nói là đi du lịch được? Đấy, làm sao để mình có thể nói là đi bơi, mình có thể nói là đi ăn? Đó, nó đều là hai động từ đi cộng với là một động từ bơi, hoặc động từ đi cộng động từ ăn.
động từ đi cộng du lịch và động từ đi cộng với lại động từ đón, đúng không? Làm sao để mình có thể kết hợp được với nhau? Thì bây giờ chúng ta có một cách cực kỳ là đơn giản, đó chính là danh từ chỉ địa điểm e động từ thể must thì mình sẽ bỏ must đi, hoặc là danh từ chúng ta cộng với trợ từ nị và cộng với động từ thể di chuyển. Ý em chỉ là đi đến một cái địa điểm nào đó để thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói nhanh đi, là chúng ta đi đến rạp chiếu phim để xem phim, hay là chúng ta đi đến bể bơi để bơi đó, hoặc là chúng ta đi đến Hàn Quốc để uống cà phê. Vậy chúng ta nói là đi ăn, đi uống hay đi chơi, chúng ta nói như nào? Rất là đơn giản mọi người nhớ nhá. Với động từ, ví dụ như mình nói là từ đi ăn đi, thì ăn trong Nhật là 食べます, đúng nào? Và động từ đi nó sẽ là 行きます. Để mình có thể nói là đi ăn thì đơn giản cái động từ ăn là 食べます, mình sẽ bỏ must đi, nó sẽ thành là từ 食べ cộng với lại trợ từ là trợ từ に, và cộng động từ di chuyển là 行きます sẽ là 食べに行きます, nó là đi để ăn. Quá là chuẩn xác. Hoặc chúng ta có chơi, nó sẽ là 遊びます, thì mình cũng sẽ bỏ must đi, sẽ là 遊びに行きます. Ok, chúng ta có đi xem, mình sẽ nói nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, xem động từ nó là 見ます, thì chúng ta sẽ có là 見に行きます. Cứ bỏ must của cái động từ phía trước đi, sau đó chúng ta cộng với ni, cộng với động từ thể di chuyển là 行きます, 行きます hoặc 帰ります đều được cả. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách chi tiết và cụ thể hơn về nó mọi người nhá. Đầu tiên chúng ta phải hiểu này. Chúng ta có động từ thể must, bỏ must đi, cộng với lại hoặc là danh từ, cộng với trợ từ là trợ từ ni, thì nó chính là mục đích của di chuyển. Ví dụ như là chúng ta đi để ăn, hay chúng ta đi để uống, hay chúng ta đi để xem, thì mình gọi tắt nó là đi ăn, đi uống hoặc là đi xem, đúng nào? Hay chúng ta có từ kaimono. Kaimono là danh từ chỉ hoạt động là mua đồ, thì lúc đó chúng ta cũng có là kaimono ni ikimasu, là đi để mua đồ, nó là danh từ các bạn nhá. Đó, nói qua để cho chúng ta có thể hiểu được. Tiếp tục nào. Ý nghĩa nó là dùng để nói về mục đích của việc ai đó đi đến một địa điểm nào đó để thực hiện một cái việc gì đó. Thì như những gì mà Sen vừa nói rồi, là đi đến rạp chiếu phim để thực hiện hành động là xem phim, hoặc chúng ta đi đến bể bơi để thực hiện hành động là bơi. Đó, thế lúc đó mình sẽ nói là đi đến một nơi nào đấy để thực hiện một cái hành động nào đó. Tiếp theo nhá, lưu ý về di chuyển này. Đó, về di chuyển nó là cái động từ cuối cùng này. Nó là những cái động từ di chuyển mà chúng ta đã được học bài 5, đó là 行きます, 行きます và 帰ります. Đó. Tiếp theo đấy nhá, nó là ba động từ này này. Và tiếp theo là lưu ý động từ thể must, bỏ must đi, nó là những cái động từ mà chúng ta có, ví dụ như là ăn này, uống này, xem, mà kết hợp với lại những cái động từ di chuyển vừa nãy chúng ta học được, sẽ là đi ăn, đi uống hay đi xem, hoặc chúng ta nói là đến để ăn, đến để uống, đến để xem chẳng hạn. Đó, hoặc về nhà ăn cơm chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ có thể nói là karimasu này được cả. Ok, rồi và tiếp tục nào. Danh từ chỉ giới hạn trong những danh từ chỉ hành động. Đó, nhớ nhá, danh từ nó chỉ giới hạn trong những danh từ chỉ hành động thôi. Ví dụ như chúng ta có từ benkyo shimasu, thì benkyo shimasu nó là một động từ, nhưng chúng ta bỏ masu đi, nó là từ, chúng ta bỏ shimasu đi, nó sẽ là benkyo. Thì benkyo là học rồi, nó là danh từ chỉ động từ, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng được mà thôi. Đó, chứ chúng ta không thể cái gì chúng ta cũng cho vào. Chúng ta từ dingo là quả táo, hay chúng ta có là sách vở các thứ, nó là danh từ nhưng nó không chỉ hành động, thì mình sẽ không thể sử dụng nó được. Ok, rồi và tiếp tục nào, lưu ý trợ từ ni nó là trợ từ để biểu thị mục đích. Rồi, và e nó là trợ từ để biểu thị cái phương hướng đến một cái nơi nào đấy. Rồi và dd ở đây xem viết tắt nó là địa điểm để hướng tới của sự di chuyển. Cho từ đi đến rạp chiếu phim chẳng hạn, nó sẽ là tosokange, đúng nào? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái ví dụ này mọi người nha. Ok, ở đây chúng ta sẽ có này, là tôi đi Tokyo chơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Chúng ta có đi, nó chính là động từ di chuyển. Chúng ta có Tokyo, nó sẽ là địa điểm mà chúng ta hướng tới, đúng không? Đi tới Tokyo mà. Và động từ ở đây nó là động từ chơi, nó sẽ là gì đây? Asobimasu, đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm như nào để chúng ta có thể nói được là đi Tokyo chơi? Thì chúng ta nhớ,
Đầu tiên, động từ để chúng ta hướng tới ở đây là đâu đấy các bạn? Đúng rồi, nó là Tokyo. Nó sẽ phải là Tokyo-e trước tiên đã. Tokyo-e. Tiếp theo nào, chơi nó sẽ là asobimasu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải làm gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, động từ thể mas, bỏ mas đi, thì nó sẽ là asobi. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với lại động từ thể mục đích, nó sẽ là asobi ni ikimasu. Nhớ nhá. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là Tokyo e asobi ni ikimasu. Nếu như bình thường chúng ta nói là Tokyo e ikimasu thì người ta sẽ hiểu là đến Tokyo, nhưng người ta sẽ không biết rằng mình đến đó vì mục đích gì. Nhưng bởi vì có cái động từ là vemasu này, nó vai trò nó thiện là mục đích, là đi để chơi. Thế nên chúng ta mới biết được rằng là Tokyo e asobi ni ikimasu là đi đến Tokyo để thực hiện mục đích là chơi. Thì thế người ta mới nói động từ ở đây nó là động từ chỉ mục đích các bạn nhá. Và đã là động từ chỉ mục đích, chúng ta sẽ bỏ masu đi và cộng với trợ từ là trợ từ ni. Mọi người đã hiểu chưa nhỉ? Rất là đơn giản phải không nào? Tiếp tục nhá. Ok, tôi đi tới trường để đón con. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút. Đi tới trường thì trường nó là địa điểm. Thì lúc đấy mình sẽ có là gakkoe. Cụ thể rồi đúng không? Gakkoe phải đầu tiên. Đi tới trường để thực hiện hành động là gì các bạn? Để mục đích là đón con. Vậy mục đích ở đây của chúng ta là cái chữ đón này, nó là mukaemasu. Thì mukaemasu nó là động từ chỉ mục đích, chúng ta sẽ phải bỏ masu đi, nó chuyển thành là mukae. Và sau đó đến trợ từ là trợ từ ni, và cộng với lại động từ thể di chuyển là đi mà, thì nó sẽ là từ ikimasu. Vậy cả câu sẽ là chính xác. Gakkoe kodomo o mukaemasu. Chúng ta bỏ masu đi, cộng với trợ từ ni, mukae ni ikimasu. Chuẩn chưa các bạn? Rất là đơn giản thôi. Bằng cái cách này chúng ta dịch một cách rất là dễ dàng, là đi đến trường để thực hiện hành động là đón đứa con. Đúng nào? Rồi, mình lại bắt đầu phân tích tiếp nhá. Tôi tới bể bơi để bơi. Vậy, tới bể bơi thì bể bơi ở đây nó sẽ là địa điểm mà chúng ta hướng tới. Lúc đấy mình sẽ có là pure. Đúng nào? Pure. Tiếp tục nào, thực hiện hành động là bơi. Bơi ở đây nó là cái mục đích mà mình đến cái bể bơi này. Thì động từ chỉ mục đích là bơi, nó là oyogimasu. Chúng ta sẽ phải làm gì? Đúng rồi, bỏ masu đi, nó sẽ là oyogi. Và cộng với trợ từ là trợ từ ni, và cộng với động từ thể di chuyển nó là ikimasu. Vậy cả câu ở đây đó sẽ là pure oyogi ni ikimasu. Đã chuẩn chưa các bạn? Chính xác rồi đúng không nào? Tiếp theo là lưu ý ở đây. Lưu ý ở đây nó là gì? Là tôi đi mua sắm. Thì trong cái trường hợp này chúng ta có một cái động từ, nó là động từ kaimono shimasu. Thì chúng ta cũng có thể nói là kaimono shi ni ikimasu, hoặc hoàn toàn có thể sử dụng cái danh từ là kaimono không, chứ chúng ta không cần thiết phải sử dụng động từ là kaimono shimasu. Nếu mà chúng ta sử dụng danh từ thì ở đây nó sẽ là kaimono ni ikimasu đều được cả. Đúng không? Bởi cấu trúc ngữ pháp của chúng ta này, nó đều có thể sử dụng động từ và đều có thể sử dụng danh từ chỉ hành động được. Và trong cái việc là đi mua đồ, đi mua sắm á, thì chúng ta có cả hai. Một là kaimono shimasu, thì lúc đó chúng ta sẽ phải nói là kaimono shi ni ikimasu. Còn nếu mà chúng ta sử dụng danh từ là kaimono, thì lúc đó chúng ta đơn thuần chỉ cần nói là kaimono ni ikimasu đều được cả các bạn nhá. Rồi, và đó là cái chú ý mà chúng ta vừa nói, là với các danh từ nó thể hiện là danh động từ đuôi shimasu thì chúng ta có thể dùng là hai cách. Một là shimasu, bỏ shimasu đi, bỏ masu đi cộng với shi ni ikimasu, hoặc là chúng ta dùng luôn là danh từ ni ikimasu đều được cả, nhớ nhá. Và lưu ý tiếp theo của chúng ta này, tôi đi trượt tuyết. Đó, thì chúng ta có là trượt tuyết, nó là suki o shimasu. Thì theo như cái cách bình thường của chúng ta sẽ là suki o shi ni ikimasu, đúng nào? Nhưng ở đây của chúng ta có trượt tuyết, nó là chỉ hành động rồi, thế nên chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái thằng là shimasu đi, chúng ta chỉ cần nói là suki ni ikimasu là xong. Đó, thế nên chúng ta có một cái chú tiếp theo, đó chính là nhiều trường hợp câu không nhắc tới địa điểm đến mà chỉ nhắm tới mục đích, thì lúc đấy chúng ta vẫn có thể sử dụng là cái câu nói suki ni ikimasu đều được, chứ chúng ta không cần thiết phải nói là
đi đến đâu để thực hiện một hành động nào đó. Và cũng giống như vừa nãy chúng ta nói rằng là sukyo shimasu, thì chúng ta không cần thiết phải nói rằng là sukyo shini ikimasu, mà nói luôn là sukini ikimasu đều được cả các bạn nha. Và lưu ý tiếp theo là tôi đã đến Nhật để đi du lịch. Ok, vậy chúng ta sẽ có đây là nihonge kimasta, là đã đến Nhật. Đã đến Nhật để thực hiện hành động là gì? Để du lịch. Nó là ryoko ni nihonge ikimasu. Chúng ta thấy ở đây nó có cái gì đặc biệt khác không mọi người? Có một chút khác, đó chính là cái danh từ để mang tính chất hiện địa điểm mà chúng ta hướng tới, đáng nhẽ nó phải đứng ở đầu câu, đáng nhẽ nó phải là nihonge ryoko ni kimasta, đúng không? Đáng nhẽ nó phải là thế. Nhưng ở đây người ta vẫn có thể sắp xếp nó là ryoko ni nihonge kimasta cũng được nha. Thế cái chú ý số 3 của chúng ta đó là có thể đảo vị trí của địa điểm và mục đích ở trong câu, chúng ta có thể đảo lộn được nó. Nhưng trong cái trường hợp mà chúng ta không muốn phức tạp hóa lên vấn đề thì xin khuyên là mọi người cứ nói theo một cách bình thường đi. Nó là nihonge ryoko ni ikimasta, hoặc chúng ta có thể nói là nihonge ryoko ni kimasta, đúng không? Chúng ta cứ nói như thế thôi, chúng ta không cần thiết phải quan trọng hóa vấn đề là đổi ngược đổi xuôi. Nhưng mà sẽ vẫn phải nhắc lại như này để trong một cái trường hợp nào đó, ở trong thực tế người Nhật người ta có nói thì chúng ta còn có thể biết được. Ok, giờ và bây giờ mình sẽ triển khai câu là tôi tới nhà của bạn để tham gia bữa tiệc, thì mình sẽ nói như nào. Ở đây chúng ta có tới nhà của bạn sẽ là tomodachi no gì đây, ie, nó là cái địa điểm mà chúng ta hướng tới, sẽ là tomodachi no ie, đúng không? Chúng ta đến đó để thực hiện hành động là tổ chức bữa tiệc. Thì bữa tiệc nó sẽ là đóng vai trò danh từ là party. Lúc đấy mình sẽ chỉ cần là party ni, đúng không? Và động từ chúng ta đi đến nó sẽ là ikimasu. Vậy cả câu ở đây đó sẽ là tomodachi no ie e party ni ikimasu. Ok. Rồi đây là tsugi. Hôm nay tôi sẽ đi họp cùng với lại tiền bối. Vậy mình sẽ triển khai câu này như nào? Thế ngày hôm nay nó sẽ là trạng từ chỉ thời gian rồi này, đúng không? Tiếp tục nào, đi họp cùng với tiền bối, thì tiền bối trong Nhật là senpai, sẽ là senpai to. Họp là kaigi, đi họp sẽ là kaigi ni ikimasu, đúng không? Bởi vì chúng ta có danh từ ở đây là kaigi, nó cũng là danh từ chỉ mục đích. Mình đi với tiền bối để thực hiện hành động đó chính là họp. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là kyo senpai to kaigi ni ikimasu, đúng chưa các bạn? Chính xác rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau sang đến lưu ý nhỏ nhỏ ở đây. Ngoài ra còn một số những cái động từ mang tính chất thiện là di chuyển. Ví dụ như là chúng ta có những cái động từ là shucho shimasu, ryugaku shimasu hay là sanpo shimasu. Thì bản chất của ba cái động từ này nó cũng đã thể hiện cả cái sự di chuyển rồi. Thế nên chúng ta cũng không cần thiết phải nói là shucho shi ni ikimasu, hay mình không cần thiết phải nói là ryugaku shi ni ikimasu hoặc sanpo shi ni ikimasu, mà chúng ta chỉ cần nói là shucho shimasu là nó đã bao gồm cả cái cụm như vừa nãy mình đã nói là shucho shi ni ikimasu rồi các bạn nhá. Đó rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ như này. Tôi đi tới Mỹ công tác. Thì bình thường nếu mà chúng ta phân tích theo cấu trúc pháp vừa nãy thì nó sẽ là amerikae shucho shi ni ikimasu hoặc là shucho ni ikimasu đều được cả, bởi vì chúng ta có shucho shimasu và shucho, nó là danh từ và động từ. Vậy cái này chúng ta cũng không cần thiết phải phức tạp theo kiểu là shucho ni ikimasu, mà chúng ta sẽ chỉ cần nói là amerikae shucho shimasu là nó đã bằng cả với cái câu trên như vừa nãy chúng ta đã đọc là amerikae shucho ni ikimasu này rồi, nhớ nhá. Và tương tự như thế chúng ta có là tôi tới công viên để đi dạo. Thì bình thường chúng ta sẽ nói là koene sanpo ni ikimasu. Chúng ta sẽ sử dụng danh từ ở đây nó là sanpo, đúng không? Nhưng trong cái việc là sanpo shimasu nó đã bao gồm cả cái là thiện sự di chuyển rồi, thì lúc đấy mình sẽ không cần thiết phải nói là sanpo ni ikimasu, mà đơn thuần mình chỉ cần nói là koene sanpo shimasu là xong, nhớ nhá. Rồi tiếp tục nào. Tôi đi tới Anh để du học. Vậy cũng tương tự như vậy, du học nó là ryugaku shimasu, thì nó đã bao gồm cả cái đặc trưng là di chuyển. Chúng ta cũng không cần thiết phải nói là igirisu e ryugaku ni ikimasu, mà chúng ta chỉ cần nói là, chính xác, nó là igirisu e ryugaku shimasu là xong rồi. Ok. Rồi và đó,
đó là những cái điều mà chúng ta có thể hiểu được về cấu trúc ngữ pháp là đi tới đâu đó để có thể làm gì đó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập. Tôi đi tới cửa hàng để mua giày. Vậy cái hành động của chúng ta ở đây muốn hướng tới đó chính là cửa hàng. Ok. Và thực hiện hành động là mua giày là 그죠. Và 買います chúng ta sẽ có là gì các bạn? Đúng rồi, là 買に. Và đi nó sẽ là 行きます. Và cả cụm nó sẽ là 店、靴を買いに行きます. Là đi tới cửa hàng để thực hiện hành động là mua giày. Tiếp tục nhá. Tài đã đi thư viện để mượn sách. Vậy mình sẽ làm như nào? Mình nói câu này như thế nào? Ok, mình sẽ nói này. Tài sẽ là chủ ngữ, là tài sản ạ. Thực hiện hành động ở đây hướng tới là thư viện sẽ là gì các bạn? Là 도서관에. Tiếp theo nào, là thực hiện hành động mượn sách là 借り. Đúng không? 借ります. Vậy cả câu của chúng ta sẽ là 借りに行きました. Cả câu này, 大さんは図書館へ本を借りに行きました. Chuẩn chưa các bạn? Ok. Tiếp tục, Hoa sẽ đi bưu điện để gửi thư. Vậy chủ ngữ ở đây nó sẽ là Hoa rồi. Cái nơi mà Hoa hướng tới sẽ là bưu điện. Đúng không? 郵便局. Và chúng ta thực hiện hành động nó sẽ là gửi thư. Gửi thư nó sẽ là 手紙を送ります. Và 送ります chúng ta sẽ phải bỏ mas đi cộng với trợ từ ni và đi với lại động từ di chuyển là 行きます. Vậy cả câu sẽ là 花さんは郵便局へ手紙を送りに行きます. Đúng chưa các bạn? Đó, chúng ta chỉ cần xác định cái thành phần là đâu là cái nơi hướng tới và đến đấy để thực hiện hành động và mục đích là gì. Chúng ta chỉ cần bỏ mas đi và cộng với ni 行きます, 帰ります và 来ます là được thôi. Ok. Và tiếp tục nào, tôi về quê để gặp bố mẹ. Vậy cái nơi mà chúng ta hướng tới nó sẽ là quê hương, là furusato. Đúng nào? Và cái thực hiện hành động ở đây nó sẽ là gặp ai? Gặp bố mẹ sẽ là ryoshin. Gặp là imas sẽ chuyển thành là ai ni kaerimas. Chuẩn chưa? Tiếp tục nha. Đi ra sông để câu cá. Thì cái nơi mà chúng ta hướng tới ở đây là gì? Là sông, sẽ là kawae. Đúng nào? Tiếp tục nào, mình đến sông để thực hiện hành động là gì? Để câu cá sẽ là tsuri, sẽ là tsuri ni ikimasu. Chuẩn chưa? Tiếp tục câu số 6, rokuban. An đi xem bóng đá cùng với lại bạn trai. Vậy cái câu này mình sẽ nói như nào? Đi xem. Ở trong câu số 6 này nó sẽ không có cái nơi mà mình hướng tới, cũng không sao cả. Bởi vì trong cái định nghĩa về cấu trúc pháp này, mình hoàn toàn có thể không cần cái nơi mà hướng tới. Chúng ta chỉ cần biết rằng là đi đến đây là đi xem, đó, cùng với ai? Cùng với lại bạn trai. Thì chúng ta sẽ có là an sao ạ, kareshi là bạn trai các bạn nhá, kareshi to. Và thực hiện hành động là xem bóng đá, sakao mimasu. Nhưng ở đây là đi xem sẽ là mini ikimasu. Ok, đó. Thế đó là những cái mà chúng ta có thể học được về cấu trúc pháp vừa rồi. Bây giờ nó sẽ cao cấp hơn một chút là chúng ta sẽ đi với những từ để hỏi. Đó, câu hỏi có từ để hỏi. Và cụ thể nó là như nào? Dù như là nanji là mấy giờ, doko là ở đâu, hay nani o là làm gì, hoặc dare to là với ai, itsu là khi nào. Chúng ta có thể thay vào câu dù như là đi xem phim với ai, đúng không? Hay là đi ăn với ai, hoặc là đi ăn ở đâu. Thì đó là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể thay thế vào để có thể sử dụng với những cái từ để hỏi như thế này các bạn nhá. Rồi, và ở đây chúng ta có câu hỏi có từ để hỏi đầu tiên. Ví dụ này, bạn đi đâu để trượt tuyết thế? Vậy cái thực hiện hành động ở đây là đi để trượt tuyết. Nhưng mà đi đâu thì chúng ta sẽ phải thay thế cái từ để hỏi nó là dokoe. Đúng không? Và cả câu của chúng ta sẽ là dokoe suki o shi ni ikimasu ka. Hoặc chúng ta có thể nói rằng là dokoe suki ni ikimasu ka. Đều được cả. Ok. Tiếp tục nào, mình đi Osaka thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nói là Osaka ni ikimasu, là tôi sẽ đi tới Osaka. Nhưng mà Osaka để trượt tuyết thì cũng không phải đâu, bởi Osaka là ở khu vực dưới rồi, nó sẽ ít tuyết rơi. Chúng ta nói là Hokkaido thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Nhưng cái này nó chỉ là giả định thôi, thì chúng ta cũng không thèm chấp. Ok, tiếp tục nào, bạn đi đâu để xem phim thế? Vậy thì đi đâu chúng ta sẽ có từ để hỏi là gì các bạn? Chuẩn rồi, nó sẽ là dokoe. Vậy chúng ta đi đâu để thực hiện hành động là xem phim? Mình sẽ có cả câu, nó là dokoe, ekao mini ikimasu ka.
là bạn đi đến đâu để thực hiện hành động là xem phim. Đó. Và mình nói là đi đến rạp chiếu phim thì rạp chiếu phim trong tiếng Nhật nó sẽ là ega kang. Vậy mình nói là đi đến rạp chiếu phim, mình đơn thuần chỉ nói là ega kang ni ikimasu là xong, đúng nào? Rồi đây là tsugi. Yuki đã xem phim với ai vậy? Thì với ai trong Nhật nó sẽ là dare to. Vậy mình sẽ chỉ cần thay câu hỏi này, nó sẽ là Yuki san wa là chủ ngữ này. Với ai sẽ là dare to. Thực hiện hành động là đi xem phim, chúng ta sẽ có là ega o mini ikimashita ka. Đúng không? Cái điều quan trọng nhất ở đây của chúng ta ấy, nó chỉ cần là chúng ta nói được cái từ đi xem thôi là chúng ta đã có thể nói được cả câu này rồi. Còn những cái khác nó có dễ không mọi người? Nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần thay nó vào là sau. Ok. Tiếp tục nào. Mình đã đi xem với người yêu thì lúc đấy mình sẽ nói là koibito to mini ikimashita, là đã đi xem với người yêu, đúng không? Rồi và tiếp tục nha. Chúng ta có này, bạn tới siêu thị mua gì thế? Đó, thì bây giờ mình lại phân tích nhanh. Mua gì nó sẽ là nani o. Cái nơi mà chúng ta hướng tới nó sẽ là siêu thị là supae. Vậy chúng ta sẽ có là supae nani o, đúng không? Và đi để mua chúng ta sẽ là kai ni ikimashita ka. Vậy cả câu nó sẽ là supae nani o kai ni ikimasu ka, đúng không? Và câu trả lời là tớ mua cơm hộp. Đơn giản thôi, mình trả lời bình thường. Obento kai ni ikimasu là tớ sẽ đi để mua cơm hộp. Ok, nhớ nhá. Đi để thực hiện hành động là mua. Nhớ cứ động từ phía sau nó sẽ bỏ masu đi, kết hợp với lại danh động từ chỉ di chuyển là ikimasu, kimasu hoặc là karimasu là sau, đúng không? Giờ và tiếp tục nào. Khi nào bạn đến nhà mình chơi thế? Vậy cái từ để hỏi đây nó sẽ là từ itsu. Chúng ta sẽ để câu đầu tiên. Tới nhà mình nó sẽ là cái nơi mà chúng ta hướng tới, đúng không? Vậy cả câu nó là itsu watashi no ie e, đó là nhà của mình. Và đi để chơi hoặc là đến để chơi thì chúng ta sẽ có này, asobimasu bỏ masu đi cộng với lại ni cộng với lại kimasu, ở đây nó là đến. Vậy cả câu nó sẽ là itsu watashi no ie e asobi ni kimasu ka, là khi nào bạn sẽ đến nhà tớ để thực hiện hành động là chơi thì nó sẽ là như thế này. Ok. Và câu này trả lời là ngày mai nhé, thì mình sẽ có là asta ikimasu, ngày mai tớ sẽ đi, đúng không? Hay, giờ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập chung để mình có thể luyện tập được những gì mà mình vừa học ở trong cấu trúc pháp đi đâu đó để làm gì đó ở trong cái bài này. Rồi, và câu đầu tiên này, chủ nhật bạn muốn đi đâu không? Thì mình sẽ hỏi như nào các bạn nhỉ? Chủ nhật nó sẽ là nichiyobi. Đi đâu không sẽ là doko ka ikitai desu ka. Đây nó là hỏi mong muốn, đúng không? Và câu trả lời là mình muốn đi thư viện đọc sách. Thì mình thực hiện hành động là tới thư viện, nó là địa điểm mình muốn hướng tới. Để thực hiện hành động là đọc sách nó là hongo, đọc là yomimasu. Vậy chúng ta có yomi ni ikimasu. Cả câu sẽ là tosokan e hongo yomi ni ikitai desu, đúng không? Rồi tiếp tục nào. Bạn có muốn đi chơi với mình không? Câu này mình sẽ nói thế nào các bạn? Chính xác. Ở đây muốn hay không nó là từ tai desu ka rồi. Chơi trong Nhật là asobimasu. Vậy đi chơi sẽ là gì mọi người? Đúng rồi, asobi ni ikimasu. Vậy chuyển cả câu nó sẽ là watashi to asobi ni ikitai desu ka. Câu có vẻ rất là hay nhưng thực sự nó rất là dễ. Đơn thuần mình chỉ cần hiểu là từ đi chơi mình nói như nào thôi. Nó là asobi ni ikimasu, mà chúng ta kết hợp với động từ thể tai và lại hỏi người khác có muốn đi chơi cùng với mình không thì quá là tuyệt vời rồi, đúng không? Và câu trả lời là không, mình không muốn đi, quá là hỉ đội, đúng không? Và chúng ta sẽ trả lời là ie ikita kunai desu, là không, tôi không muốn đi. Hoặc trả lời một cách bình thường chúng ta bỏ desu đi cũng được, đó là ie ikita kunai. Ok. Sau đây là tsugi, hôm qua bạn đã đi đâu vậy? Câu này mình sẽ hỏi như nào các bạn nhỉ? Ngày hôm qua là kino, bạn đã đi đâu thì sẽ hỏi rằng là doko e ikimashita ka, đúng không? Câu trả lời là mình đã đi biển Nha Trang cùng Nato. Vậy cùng với Nato sẽ là Nato san to. Đi tới biển Nha Trang thì nó sẽ là umi e asobi ni ikimasu, là đã đi đến biển để chơi. Đi tới biển để thực hiện hành động là chơi, nó sẽ phải là umi e asobi ni ikimasu, nhớ nha. Tiếp theo nào, mấy giờ bạn sẽ đi ăn trưa?
Mấy giờ bạn sẽ đi ăn trưa mình sẽ nói nào các bạn? Mấy giờ trong tiếng Nhật là nanji. Và đi ăn chúng ta sẽ nói các bạn nhỉ? Ăn là tabemasu. Chúng ta có đi ăn sẽ là tabe, đúng rồi, tabe ni ikimasu. Vậy chúng ta có là mấy giờ bạn sẽ đi ăn trưa sẽ là nanji ni hid ohiru ni okomesunasai. Ăn trưa, cơm trưa nó sẽ là ohiru gohan nhá. Hiru gohan là cơm trưa. Vậy chúng ta thêm o vào để mang tính chất lịch sự một chút thôi. Đó, cả câu sẽ là nanji ni ohiru gohan o tabe ni ikimasu ka. Và câu trả lời là khoảng 11 giờ mình sẽ đi, sẽ là juichiji kurai ikimasu ne, là khoảng 11 giờ mình sẽ đi. Ok. Giờ và đó là những câu mà chúng ta đã có thể luyện tập được tổng hợp. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đến tranh để vui vui một chút nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cuối cùng với lại hoshi, là muốn có một cái gì đó. Nào, muốn có một ngôi nhà chúng ta sẽ nói là ie ga hoshi desu. Chúng ta muốn có một con chó sẽ nói là inu ga hoshi desu. Chúng ta muốn có một con mèo sẽ là ok, neko ga hoshi desu. Rồi, chúng ta muốn có người yêu chúng ta sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, là kobito ga hoshi desu. Chúng ta muốn có một cái máy tính xách tay sẽ là pasokon ga hoshi desu. Và chúng ta cuối cùng muốn có một cái ô tô màu đỏ, chúng ta sẽ nói là kuruma ga hoshi desu, hoặc akai kuruma ga hoshi desu. Ok. Rồi, luyện tập với lại tai chúng ta sẽ nói như nào? Tôi muốn câu cá, chúng ta sẽ nói rằng là tsuri o shitai desu. Chúng ta muốn nuôi mèo chẳng hạn. À không phải, cái này là ngủ, sẽ cứ tưởng là nuôi mèo, không phải là sai. Ở đây là tôi muốn ngủ sẽ là netai desu. Chúng ta muốn kết hôn à? Có ai muốn kết hôn không nhỉ? Và muốn kết hôn chúng ta sẽ nói là chính xác, kết hôn là kekkon shimasu. Vậy muốn kết hôn sẽ là kekkon shitai desu. Rồi tiếp tục nào. Mình muốn chơi điện tử thì mình sẽ nói là game o shitai desu. Chúng ta muốn mua đồ, mua đồ là kaimono shimasu. Vậy muốn mua đồ sẽ là kaimono shitai desu. Chúng ta muốn bơi sẽ là, chính xác rồi, nó là oyokitai desu các bạn nhá. Ra cuối cùng là chúng ta sẽ học về cái cụm động từ. Chúng ta đi đâu đó để thực hiện một hành động nào đó. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi du lịch. À đâu, cái nhấp nháy cái này chứ, đúng nào. Cái này nó là gì nhỉ, nhìn hơi khó một chút. À, hongyae hongokai ni ikitai desu, là mình muốn đi tới hiệu sách để mình thực hiện hành động là mua sách. Rồi tiếp theo, ở đây là đi để du lịch. Vậy chúng ta sẽ nói đi du lịch cùng với lại người yêu, nó sẽ là kobito to ryoko ni ikitai desu. Nhớ nhá, đi du lịch từ bây giờ trở đi chúng ta đã có thể nói là ryoko ni ikimasu. Ok. Rồi và tiếp tục nào, chúng ta sẽ có là đi dạo cùng con chó sẽ là inu to sanpo ni ikitai desu. Hoặc chúng ta chỉ cần nói là inu to sanpo shimasu là xong, hoặc là sanpo shitai cũng được các bạn nhá. Như những gì mà chúng ta vừa nói, bởi vì sanpo shimasu nó đã là cái động từ bao gồm cái sự di chuyển rồi, thế chúng ta cũng không cần thiết phải nói là sanpo ni ikitai, mà chúng ta nói là sanpo shitai là xong. Ok, rồi bài học của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc lại tại đây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Cái bài học ngày hôm nay rất là hay và cần thiết trong đời sống của mọi người, thế nên hãy cố gắng là luyện tập thật tốt các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong bài số 14 tiếp theo. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye.